Với sự quan tâm của các cấp, các ngành, thời gian qua, phong trào văn nghệ quần chúng trên địa bàn huyện Bảo Thắng phát triển mạnh mẽ với nhiều hoạt động phong phú đa dạng. Nhiều câu lạc bộ, đội nhóm văn nghệ được thành lập, góp phần quan trọng trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Đội văn nghệ thôn Vi Mã, thị trấn Đông Trường, Phong Hải được thành lập từ năm 2023 với hơn 20 thành viên ở nhiều độ tuổi khác nhau, nhưng có điểm chung là đam mê văn hóa văn nghệ. Dù công việc nhà nông luôn bận rộn, nhưng các thành viên luôn tham gia sinh hoạt đầy đủ, cùng nhau tập luyện, thể hiện tình yêu dành cho những bài ca, điệu múa truyền thống của dân tộc. Khi được ở trong thôn các chị em báo để đi tập luyện thì cũng tranh thủ bớt chút thời gian. Tất cả chị em bảo nhau đi, chị em nào cũng rất thoải mái, rất nhiệt tình, hăng hái mà thích đi ấy chị ạ, vui lắm, học hỏi. Cho tất cả những cái tiết mục nào mà mình tập luyện ấy thì nó thật là đặc sắc, đẹp. Từ thành thị đến các thôn bản vùng cao trên địa bàn huyện, không khó để bắt gặp hình ảnh bà con nhân dân tham gia tập luyện, giao lưu văn nghệ. Hiện nay toàn huyện có 125 câu lạc bộ, tổ đội nhóm văn nghệ. Mỗi câu lạc bộ, đội nhóm đều chứa đựng những giá trị văn hóa rất độc đáo, không chỉ là một kênh nâng cao văn hóa tinh thần lành mạnh cho người dân, mà còn góp phần quan trọng trong việc duy trì và bảo tồn các môn nghệ thuật truyền thống. Là cháu rất vui và tự hào khi được học rất nhiều điều của nét đẹp của dân tộc của mình ạ. Khi tập được làm quen với mọi người, cháu cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc khi được tham gia. Lời ca tiếng hát đã giúp các bà các chị trong thôn trong bản là đã trẻ thêm và đã có nguồn động lực để đi sinh hoạt và đi lao động sản xuất hàng ngày. Thời gian tới thì Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bảo Thắng sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện để đầu tư các trang thiết bị và cơ sở vật chất để nâng cấp các nhà văn hóa tại các xã thị trấn, tăng cường công tác tuyên truyền và thành lập mới các câu lạc bộ, tổ đội nhóm văn hóa văn nghệ, tổ chức được nhiều chương trình và hội diễn hơn nữa, tăng cường tình đoàn kết giữa các tổ đội nhóm câu lạc bộ văn hóa văn nghệ để phát triển sâu rộng phong trào văn hóa văn nghệ trên toàn địa bàn huyện Bảo Thắng. Phong trào văn hóa văn nghệ huyện Bảo Thắng được quan tâm phát triển, không chỉ nâng cao đời sống tinh thần nhân dân mà còn tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế văn hóa xã hội tại địa phương. Tạo đòn bẩy để huyện thực hiện hiệu quả các chương trình kế hoạch về phát triển du lịch dịch vụ gắn với bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa của các dân tộc tại địa phương.